đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân đến với chương trình nghệ thuật tại phố đi bộ Kim Đồng ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt ban tổ chức, cho phép tôi được gửi tới quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể bà con nhân dân, với mục đích phát huy hoạt động của hội văn nghệ quần chúng tại cơ sở, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của đội văn nghệ quần chúng phù hợp với yêu cầu phát triển của hoạt động văn hóa văn nghệ trong tình hình mới, đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ sáng tạo văn hóa văn nghệ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn phường Ngọc Xuân, thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương, nhằm khơi dậy và tôn vinh phát triển các loại hình dân ca, dân vũ, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố tinh thần đoàn kết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao mức hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Căn cứ hướng dẫn số 144 ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng về việc tổ chức và hoạt động của đội văn nghệ quần chúng cơ sở trên địa bàn thành phố Cao Bằng, được sự nhất trí của lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, hôm nay phường Ngọc Xuân long trọng tổ chức chương trình ra mắt đội văn nghệ tổ dân phố 4 phường Ngọc Xuân. Đến dự chương trình ra mắt đội văn nghệ hôm nay, về phía lãnh đạo cấp ủy và chính quyền phường, xin trân trọng giới thiệu bà Nông Thị Thúy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường. Xin trân trọng giới thiệu ông Hà Việt Kỳ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. Xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Văn Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường. Xin trân trọng giới thiệu bà Hoàng Thị Trâm Anh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. Về phía lãnh đạo tổ dân phố, xin trân trọng giới thiệu ông Nông Văn Cương, Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố. Tới dự chương trình hôm nay còn có các ông bà là đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội phường, các ông bà là bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, và đặc biệt hơn nữa, để góp phần cho thành công của chương trình, không thể thiếu sự có mặt của toàn thể bà con nhân dân đã đến dự và cổ vũ cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay, đề nghị chúng ta một tràng pháo tay nhiệt liệt chào mừng. Sau đây xin trân trọng kính mời ông Hà Việt Kỳ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. Xin trân trọng kính mời bà Hoàng Thị Trâm Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường lên tặng hoa chúc mừng. Trân trọng kính mời lãnh đạo tổ dân phố 4 và đội trưởng đội văn nghệ tổ dân phố 4 phường Ngọc Xuân lên nhận hoa chúc mừng của cấp ủy và chính quyền phường. Trân trọng kính mời các đồng chí. Vâng, và ngay sau đây, không để các quý vị, đại biểu và bà con nhân dân phải chờ lâu thêm nữa, xin phép được nhường lại sân khấu cho người dẫn dắt chương trình nghệ thuật của chúng ta hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu MC Tuấn Anh.